Xin chào mọi người, chúng ta cùng đi phân tích vàng cho ngày mùng 1 tháng 5. Như vậy là ngày hôm qua vàng tiếp tục giảm điểm và đúng như dự nhận định ở trong trong Zoom đúng không ạ? Chúng ta có một nhịp là vàng đã kêu kêu cái lên tuần. Anh em nhìn thấy là cái lên tuần trước đó chúng ta có một cái low wick ở cái vùng vùng 91 và ngày hôm qua là chúng ta đã view nó thủng từ vùng này. Sau khi mà nó bị bán mạnh xuống đúng không ạ? Chúng ta có những cái vùng sell. Quan trọng là vùng 05.x, đây là vùng rất rất quan trọng đúng không? Nó đã phá được cái đáy của ngày hôm trước rồi và sau đó thì nó tạo ra một cái vùng FVG, chúng ta tiếp tục sell 05.x xuống target là thủng 91 và mục tiêu của mình hướng đến là gì? Quanh vùng 80 cộng trừ nó sẽ tạo ra một cái vùng cân bằng mới ở đây. Sau đó chúng ta sẽ chờ đợi xem liệu rằng chạc ngày nó có đỡ được tại vùng FVG này không, quanh cái mốc giá từ từ quanh 40 đến 45. Vâng, chúng ta có thể bóp entry lại. Bóp entry lại 45 và đỡ được vùng giá này không? Cho những nhịp phục hồi không? Thì rõ ràng sau khi mà nó tạo ra một cái vùng cân bằng quanh vùng vùng 231x đến 23 4x, nó đã cho mình một cái sign of weakness ở đây rồi đúng không? Một dấu hiệu sign of weakness và cái chạc ngày thì rõ ràng chúng ta thấy là gì? Đang làm xu hướng giảm của chạc ngày. Đó. Và chúng ta ưu tiên là gì? Ưu tiên canh canh hồi sell về ngắn hạn là ưu tiên canh hồi sell xuống. Tuy nhiên là gì? Giá đang tiếp cận vùng vùng demand của chạc ngày rồi nên là chúng ta sẽ chốt dần các lệnh sell ở 235x và 230x, chốt dần ở vị thế quanh 238 2280 đã. Chúng ta chốt dần ở vùng giá này thì rõ ràng vùng này ở chạc ngày cũng là những vùng cầu của H1 H4 đúng không? Chúng ta thấy đây là những vùng mà có áp lực buy lên, đây áp lực buy lên. Đó thì kiểu gì nó cũng có những nhịp đỡ giá đây và chúng ta sẽ chờ đợi những tan phim nhỏ xem là chúng ta có chây được một cái biên độ một cái TR mới ở trong phiên Á và phiên Âu ngày hôm nay không nhá. Ngày hôm qua thì chúng ta có một lệnh sell ở 2305 để chúng ta sẽ cùng đi phân tích lệnh đó. Đây chúng ta có một cái tín hiệu sideways lead ở đây. Xác nhận khi mà nó thủng thằng này mọi người nhé, nhớ là xác nhận khi mà nó thủng cả thằng này thì nó xác nhận cho mình là cái chạc này là chạc phân phối, tiếp tục tái phân phối và cái nhịp ở sau tim ngày hôm qua tim thì nó có tốt cho đồng có xấu cho đồng cho DI đúng không, nhưng mà tin ra nó chỉ phản ứng ngắn hạn thôi và chúng ta có một cái vùng giá tiếp tục nó xác nhận cho mình ở đây, đấy là gì? Sai hướng đi. Sau đó thì giá gì test lại cái breaker OB này. Đó, breaker OB này chúng ta sell xuống quanh vùng 05 04 và mục tiêu ngày hôm qua sell cái nhịp này thì chúng ta sẽ target thủng 91, nhớ là phải thủng 91. Vì kiểu gì nó cũng phải kêu kêu thằng đáy tuần này. Mọi người chú ý nhá. Sau đó thì chúng ta chờ đợi một cái vùng cân bằng mới ở đây. Rồi đây anh em. Hôm qua chúng ta view sell ở đây, breaker OB đúng không? Để SN thì ở trên cái vùng này. Và mục tiêu của chúng ta là ít nhất phải đánh về 88 đúng không? Ít nhất phải đánh về 88. Còn không thì mình đang view là vùng 80 cộng trừ đúng không? Hoặc có thể ra hơn. Tuy nhiên là chúng ta sẽ chốt lời dần các vị thế sell đuổi ở đây đúng không? Tại vì những cái vị thế sell ở 2 235x thì chúng ta đã chốt dần ở trên bên trên rồi. Đó. Hiện tại thì đối với một cái cây nến Mazu von to như vậy, một cây nến Mazu như vậy thì xung lực giảm điểm rất là mạnh thì xu hướng của nó thì tiếp tục sẽ có những nhịp mà giảm điểm kêu cái đáy thôi đúng không? Thì mọi người cứ tư duy cho mình là gì? Sau những cây nến giảm, đằng sau những cây nến giảm này thì kiểu gì giá cũng sẽ kêu cái đáy này, kêu đáy 85 này. Nên là gì ngày hôm nay chúng ta sẽ ưu tiên là những lệnh bán xuống và kêu thủng đáy 85 này đúng không? Rồi trước đó chúng ta có những vùng quan trọng là vùng quanh quanh 80 cộng trừ đây này sẽ là những vùng đỡ giá ngắn hạn là cho Việt Á, có thể chúng ta sẽ canh buy những lệnh scalping ở đây. Rồi những vùng LPSI đã phá qua như vùng 2300 đúng không, quanh cái mốc này chính là mốc chúng ta sẽ canh canh những nhịp bán xuống ở trong, có thể là trong phiên Âu hoặc trong phiên Á, nếu như kéo lên đây thì chúng ta sẽ canh bán xuống. Vùng quan trọng tiếp theo LPSI chính là vùng 23113 đến 17 và tất nhiên rồi cả cái cụm OB này.
cả cái con OB này chính là cái con mà chúng ta sẽ canh bán xuống cho những nhịp sau này. Trước khi nó có thể hấp thụ cung và nó phá qua, nhưng mà nó sẽ bị chặn lại ở đây và sẽ bị bán xuống vài lần, thì chúng ta sẽ canh sell ở trên những vùng 234x, 235x, đúng không? Còn gần hơn chúng ta có những vùng RSI quanh nhìn 2300, 2313 chúng ta sẽ canh bán xuống. Bên dưới thì chúng ta sẽ canh ngắn hạn những nhịp mà phản ứng giá 50 pip hồi phục thì quanh 22880 cộng trừ nhá. Quanh cả vùng này nữa, chúng ta bật vào con trạc H4 và H1. Rồi H4 H1 mọi người thấy không? Ở đây chúng ta cũng có inside 3. Inside 3 thì nó đã khai thác đây này, OB này. Nó đã khai thác một lần rồi. Nên là chúng ta sẽ chờ đợi cái vùng SVG H1 quanh quanh mốc này. Chúng ta có một cái OB này quanh mốc giá 61. 61 đây này. Còn SVG 61 65. Đó, thì vùng này là vùng mà chúng ta đang kỳ vọng nó sẽ đỡ được và có thể hồi phục tương đối mạnh. Và một vùng tiếp theo chính là gì? SVG của khung D. Chúng ta có SVG khung D quanh mốc giá 40 45. Thì đây là hai cái vùng mà chúng ta kỳ vọng giá sẽ bật rất mạnh. Mốc giá quanh 655 đến 60 và 40 45 là hai vùng mà chúng ta sẽ kỳ vọng nó sẽ tạo được lực đỡ ở đây và bật mạnh lên. Và mục tiêu thì vẫn là 23x. Và nếu như mà hồi phục mạnh và tạo ra một cái vùng tái tích lũy ở đây thì chúng ta hoàn toàn kỳ vọng giá lại quay trở lại 239x. Đó. Lưu ý là tin Lan Farm tuần này thì ngày hôm nay là thứ tư, mình kỳ vọng là sẽ tạo được đáy nhé, kỳ vọng sẽ tạo được đáy và chúng ta sẽ tham minh hai mốc này sẽ bay dài vùng 40-45 và vùng 55-60 nhé. Nhưng mà trước đó chúng ta sẽ đánh trong quá trình nó đi lên thì chắc chắn nó sẽ gặp áp lực bán ở trên cái vùng 2300-2313, chúng ta vẫn canh sell ở đây xuống được. Nhớ là chúng ta có một cái vùng rất đẹp ở vùng ngày hôm nay, có một cái vùng rất đẹp ở vùng 60-61 cũng có thể canh bài được lên. Trước đó thì cái vùng giá quanh mốc giá 66-70-72 mốc này chúng ta có thể đánh nhịp hồi đó, thì chi tiết lệnh chúng ta đã có trong dùng Zalo rồi. Các mốc này anh em sẽ lưu ý cho mình nhé. Ngày hôm qua thì sau khi nó tạo ra một cú sai búi lịt ở đây thì tất cả những vùng RSI ở 04 này, 21 này, đó, và cái vùng 74 cộng trừ, lưu ý nhé, cái vùng 74 cộng trừ nó sẽ đỡ được một nhịp thôi, một hai nhịp thôi. Về sau đó thì mọi người thấy không, ở đây nó có Indiamond này, ở đây nó có thanh khoản này, thì nó sẽ phải cứu thanh khoản. Một là nó sẽ về luôn SVG khung D, đúng không? 245 quanh vùng 40-45. Thứ hai là nó sẽ đỡ được ở vùng giá này, lấy thanh khoản ở ngay cái vùng này thôi, quanh quanh 60 này. Đó, mọi người chú ý cái mốc 60 nhé, để mình sẽ vẽ lại cho anh em vào cái mốc này tương đối khỏe. Đây, cái mốc này sẽ tương đối khỏe để có nhịp đỡ giá. Đó, có hai cái vùng chúng ta quan tâm. Đây, kể lại một chút. Đó, chúng ta sẽ có một cái vùng giá quanh vùng này, chúng ta sẽ bắt bài đây. Như vậy chiến lược chúng ta sẽ gì? Chốt dần các vị thế sell ở bên trên và chúng ta sẽ canh bài. Và cái lực giảm thì chúng ta sẽ đo Fibo đi. Ngày hôm trước chúng ta có đo lực đi xuống lên một mốc đây, chính là cái mốc 22.5 quanh cái vùng này thôi. Chúng ta kỳ vọng là giá sẽ chạy về đây thôi, sau đó thì bật mạnh lên. Đó, thì chúng ta sẽ canh bài được hai mốc này. Và lưu ý các mốc sell đuổi của chúng ta từ vùng 05 sẽ chốt lời dần quanh quanh 22880 nhá.